Australia tuyên bố các hoạt động triển khai quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông có tác dụng ngược, một sự phê phán mạnh mẽ hiếm thấy chống lại bản hàng lớn nhất của Canberra. Trong bài diễn văn tại Sydney ngày 23 tháng 3, Thủ tướng Malcolm Turnbull khẳng định những việc làm của Bắc Kinh cho dù có hợp pháp hay không đều sẽ mang lại tác dụng ngược. Theo dự kiến, lãnh đạo Australia sẽ công du Bắc Kinh vào tháng tới. Australia nhất quyết ủng hộ các hoạt động của Mỹ cổ suý cho quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đã bồi đắp thêm các hòn đảo nhân tạo trên các vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền với các nước, bao gồm Việt Nam. Tháng rồi, chính phủ Trung Quốc tỏ ý không hài lòng trước kế hoạch chi tiêu quốc phòng mới của Australia là tăng 21 tỷ đô la trong thập niên tới. Chính phủ Canberra nói ngân sách này phản ánh mối quan tâm trước tình trạng quân sự hóa nhanh chóng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.